Lên Samconnet xem là có cái event gì hay, kiếm ít quà nào. Cái gì đấy? Hôn đúng chất á? Được GS2 cơ à? Ồ, nhưng mà bây giờ thi thì hôn ai nhỉ? Người yêu thì không có. À đúng rồi, rủ hạnh Chi à, thôi Chi béo lắm. Hay là chị Yến nhỉ? Chị Yến có người yêu rồi. À đúng rồi, tò mò. À không, tò mò chắc chắn kiểu gì nó thi cái thằng máy bay. À đúng rồi, con bánh bèo. À, Tân Một Cú à? Alo Vi à? Khỏe không? Này Tân bảo này rảnh không, Tân nhiều chút việc. Cái gì? Hôn nhau đi. Điên à? À từ nghe Tân giải thích đã. Bây giờ trên Samconnet ấy đang có cái chương trình là bây giờ hôn nhau để GS2 đấy. GS2 đấy. Đi hôn đi nhá. Lần trước ra Hà Nội xin sờ ti đã không cho rồi. À hiểu rồi. Ê cái gì sờ ti? Tái cho vẹo mờ bây giờ. Thôi tôi tát cái gì đi nhá. Hôn đi. Được GS2 mà. Ừ thì cũng được nhưng mà hôn làm sao? Một đứa ở Hà Nội, một đứa ở thành phố Hồ Chí Minh, hôn bằng niềm tin à? Mà cũng đúng. Một đứa Sài Gòn, một đứa Hà Nội. À, hay là Tân gọi video cho Vi xong rồi là hai đứa hôn nhau qua màn hình chụp lại là xong. Vậy gọi đi. Nhà lại. Ok, bây giờ gọi luôn đây nha. Tình yêu như những sao